đang chôn đây đúng không? Đang chôn được lại đỉnh bằng đầu quá anh. Thế nào cái này xe chôn này? Dạ. Anh sang đây ăn không đi vô. Sao anh? Đó, anh xem đánh chôn rồi. Ủa nhỏ quá. Đương nhiên làm cái này là phức tạp rồi. Làm lại một cái này bằng mấy cái bình thường. Đây đây. Em mỗi bên em mở được khoảng tầm 4 ly. Đều 4 ly. Đều 4 ly hết. Ôi nhưng mà cái này ốp ra bao nhiêu nữa? Ốp ra tầm phân. Mỏng nhất tầm phân. Đúng không? Thế thì được. Vì nó là tối thiểu của nó là phải chung được cái này. Đúng rồi. Đấy, còn tối đa có thể ra được 2 phân. Đúng rồi. Đấy. Bên này cũng thế. Chuẩn. Đấy. Nếu mà mình muốn mà chính xác nữa mình mở vẽ này ra này. Xong mình lấy cái mặt mình đặt lên đây. Là mình biết ngay. Nó bẩn đấy. Nếu ốp là ra lên đây thì ốp ra đây hay ra ốp một phân hai phân cũng được hết. Chứ đừng có ốp xong nó tụt vào bên trong này. Vâng. Đấy. Ok, mình làm ống ngon này em đi. Như cái đường đấy đang cho nóng hết. Quá chuẩn. Đây đang cho 75 gram. Chuẩn đã, chuẩn đã. Chị gọi là ổn. Đấy, Vivo đẳng cấp này gì? Ờ, em còn phải bán cố mà. Bán cả laser chứ đúng không? Cái này là em để là tím 1m7. Còn cái này là em theo như vậy em để 1m10. Tại vì nó còn có bàn chậu với bàn chậu. Chậu 15 phân. Với bàn sàn còn lên nữa đúng không? Sàn lên 5 phân. Đấy. Thế được rồi. Okay. Cái này em như anh không như vậy thì mình không có sửa được. Nên là tính sàn mà. Đấy, nó còn cái trần nữa thì cứ phải xong trần thì mình mới hạ được cái kia đúng không? Mới được một cái đây thôi à? Mới được cái. Lâu lâu mà mẹ đào còn đục rồi, quá lâu. Đây, ai ở đâu ăn con mắt nè. Đánh thì thường là pivot vào đây đúng không ạ? Đó là cho đỉnh trước đúng không? Quá đỉnh luôn này, đây này, pivot này. Chuẩn đấy, chuyên nghiệp đấy. Không, ông cái làm này là cẩn thận, nhiều đang nó đấu sống luôn trên kia, anh ngủ chưa? Chưa là cẩn thận. Em còn cả cái đai này. Bây giờ ít người là bán cái đai này nhỉ? Đúng chỉ có thợ em mới dùng cái đai thôi. Đấy, bây giờ rất ít người ta dùng cái đai này. Cái đai là mục đích làm thì không hiểu không? Ngày xưa nó còn vẫn cho gì, vẫn cho gì. Nó không như cái này. Cái đai này có quả nắng với vàng cũng không ăn thua. Nó chỉ thô thôi. Nhưng nói chung là vét bô là chơi rồi. Vét bô này. Em lắp đồ hê rồi mà. Nên cái đồ này cũng bình thường thôi. Ok. Nó quan trọng là cái